Xin chào tất cả các cô dì. Hôm nay cô vừa đang có mặt ở trường phổ thông trung học trường gì ta? Hiệp Bình, trường Hiệp Bình, Hiệp Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là cô không có làm được show nữa mà cô giáo này nè. Cô vừa chuẩn bị đi dạy rồi. Cô vừa đi dạy nhưng mà hôm nay đi dạy thì phải make up cho nó kỹ càng. Nói chứ hôm nay cô vừa đang tham gia cái bộ phim là Năm Đó Chúng Ta 18 của bạn Lưu Huy với lại gia của Lan Hương. Hai bạn đã làm cái phim Tình Đầu Đại Ca rất là dễ thương á. Hôm nay là ngày bấm máy đầu tiên của phim Năm Đó Chúng Ta 18. Năm đó hay năm mấy ta? Năm đó. Năm đó hay năm mấy hả? Năm này hả? Năm gì? Phim mang tên là gì? Phim mang tên là năm ấy. À, phim mang tên là Năm Đó Chúng Ta 18. Gần có 15 tập. Một tập thì khoảng 20 phút hơn. Mọi người nhớ đón xem để ủng hộ các bạn nha. Hôm nay Phương vừa vô một cái vai nhỏ xíu thôi. Phương vừa sẽ đóng cái vai cái gì giảm thị đó. Thì Phương vừa đang đọc kịch bản, coi kịch bản. Làm nhẹ nhẹ thôi. Đơn giản nhất thôi. Tại vì anh cũng có cái đẹp sẵn rồi đó. Ngọt. Ủa, Duy đâu ta? Duy ơi. Duy rồi. À, trước khi tham gia phim, trước khi đóng phim thì các bạn thường diễn viên các bạn sẽ vô sẽ có một người make up, sẽ có một người chuẩn bị trang phục. Đó. Xong thì mình sẽ ekip sẽ chuẩn bị xong thì mình sẽ bắt đầu quay đó. Bên kia các bạn trang phục kìa. À, bạn trợ lý làm đủ thứ việc hết trơn á. Em giới thiệu với em đi em. Em á hả? Em cái gì? Thôi. Tiếp sau đi. Bé trợ lý rồi lên sản xuất rồi lo trang phục luôn. Luôn. Sao make up mấy đồng phim thường thường mấy bạn nam không ha? Mà mấy bạn nam thường thường làm khó vậy, làm đẹp ha, làm khéo hơn. Cái ngành làm đẹp chứ hoặc là ngành nấu ăn đúng không? Người thời trang thiết kế hết tóc, còn là mấy bạn nam làm, đa số các bạn nam làm rất là đẹp. Bây giờ Cương vừa make up xong thì Cương vừa sẽ chuẩn bị quay một lát hơn xưa rồi sẽ tiếp tục cập nhật để mọi người nắm nha. Cảm ơn mọi người. Cột lại giùm em thôi được. Ồ, người nói. Rồi, okay. Diễn lại vui ra đi. Đây là diễn viên Thái Hòa, quý vị các bạn. Đây là diễn viên Thái Hòa, anh đang vào một cái vai học sinh. Đó, rồi, đang bị cưỡng bức. Đi đâu ông Vinh ơi? Vinh ơi, à, lộn cái chuồng bèn vô. Vinh muốn đi đâu ông Vinh? Đi đây nè. Đi đây ra đi hướng này đúng không? Còn cái đầu của ai đây? Đó, diễn viên Thái Hòa, thấy không mọi người thấy không? Đó, diễn viên Thái Hòa bị đánh rồi bị chùm. Ôi, chùm cái này ra nha Huy. Áo đây luôn nha. Áo đây luôn nha. Rồi đi ra luôn. Rồi. Huy, cái dáng con người mấy xíu thấy được cái người cho đẹp đẹp đó Huy. Đúng không? Đi bình thường thôi, có thấy miếng mặt ư, đi bình thường thôi. Tại biết mình đâu. Rồi quay ra. Đi đó đi ung dung luôn. Che mặt lại rồi mà. Nè, diễn nè, diễn đi ra nè. Đi nè, đi qua. Đi bình thường đi. Không có gì đâu. Rồi Huy Trung. Em mấy bên này nè. Rồi. Rồi. Nên đi hết nắng rồi kìa. Rồi quay. Em vô. Rồi. Ủa sao cái quần mình không mặc một cái ấy luôn ta? Cái quần mặc cái thùng xốp luôn. Em không thấy lưng em được. Rồi quay được không? Vậy đây nha. Chạy ra nè Huy, chạy nè. Đi qua đây luôn, đi qua đây luôn. Rồi. Cái đường này mới là vô lớp. Sao mà em đánh đi ngược lại vậy nè? Biết rồi. Hay lâu. Đây là cặp mắt đường mà, đâu có vô lớp đâu. Đây là cặp mắt. Thì đây đường vô trường. Bây giờ đâu có ai xác định được cái đường nào đường vô lớp. Quay đâu, lại đi. Mày cứ đi lại qua đây đi thôi. Ai biết em đâu. Qua đây không sao Huy. Qua đây không sao hết. Rồi quay nha. Rồi quay nha, quay mọi người im lặng nè. Im lặng Máy. Rồi máy chạy. Máy chạy. Huy ngoài bên vô. Chạy chưa? Bên vô mới diễn nha. Quay nha. Chừng nào nó diễn mới đi nha. Máy chạy. Bên. Diễn. Diễn đi. Quay lại lại Huy. Chụp sạch trước Huy, chụp sạch trước nè. Cứng cái bụi cây á. Cứng rồi. Lắc cái... Lắc cái bụi cây cho nó rộng xíu Huy. Ừ. Được chưa? Rồi. Rất cây đó. Chào. 3, 2, 1, diễn. Rồi, được chưa? Hết rồi, xong rồi. Okay. Coi thử còn gì nữa không? Ê, có lời lông bụng quá. Cái lời lông bụng của em. Ông dễ thương á nhưng mà ông biết lời lông bụng không?
bóp rớp không lại, về rớp không lại. Mọi người đang coi lại cảnh quay. Cái này sao? Mau lắm mà có thấy không? Không, 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 không. Cái này lại nè. Nó đục đục. Cái này là dính em rồi, dính em đang còn rung rồi. Không sao, không sao mà. Không sao mà thấy mà. Ủa nhưng mà sao thôi cho em xin lại cái đó. Cho em xin lại cái đó, cái lúc ban qua là hết rồi, đổi qua cái này đi theo. Cho em rung một cái tự nhiên nhất được không? Rồi, em đạp cái chân thôi, em đạp. Ờ cái này không cần cái cọn, em cần cái bàn đẹp là được rồi. Anh theo hết cái bàn cho em đi, tại vì cái cọn này thấy cái hộp chơi không vui. Rồi quay quay nè. Đúng rồi. Rồi lại cái cọn nè, cái này cái cọn. Thấy lông bụng nó không quảng cáo lông bụng đi. Má chạy. Lên khẩu cho anh em ơi. Má chạy. Diễn. Hộp hò. Lại lại Huy chậm ơi, lại. Lên từ từ đi. Xuống. Lại lại. Lên từ từ thôi Huy, đừng có lên nhanh quá. Má chạy. Rồi, chị đạo diễn xuất. Xuất xịt rồi ngồi chứ đi. Má chạy. Rồi đó. Rồi. Rồi nhìn. Nhìn. Rồi nhìn. Diễn ơi, diễn đi. Lên lên từ từ rồi. Lại 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 bị chậm rồi. Em rung giờ nói diễn là quay cái diễn chưa? Là quay ra không được. Anh nói cho diễn thôi anh, lại không thích thoại em cứ nói luôn đi. Mấy chạy. Giờ nghe anh nói thì là đó nha. Cái máy này mày. Mấy chạy lại. Mấy chạy 3 2 1 bên. Diễn Huy, Huy thực thực. Rồi. Cho nó không bị. Rồi được rồi á. Vô vô. Vô trong nha. Chứ chế lại đầu với ai nè. Rồi đi vô. Đi thôi. Cảnh tiếp theo. Chết qua rồi. Cơm đi. Vô 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 vô. Ngoài. Vô làm ban ngày chứ cơm gì. Áo của em. Lỡ vô cho ta. Mặc áo này, lát mặc áo này về luôn nha em. Thôi. Mặc áo này chạy ra đường ngồi. Ra ngoài mua khác. Áo này. Ừ, của em. Mặc cái áo đó là tối biết ngủ đâu rồi á. Ngủ gầm cầu. Ê, chuyển qua cảnh quay tiếp theo nha mọi người. Cơm chả hôm nay. Chào khán giả kênh Thiên Vừa, Thiên Vừa đang có mặt ở trong cái lớp của cái phim năm mấy chúng ta 18. Hiện tại thì Thiên Vừa đã 19 tuổi rồi nên Thiên Vừa chỉ đóng thầy thôi. Cô ơi, 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 em yêu cô, cô ơi, cô ơi, tác giả chứ gì? Tác giả. Dạ, cũng mang tên là Phạm. À đây là các bạn học sinh. Lớp này có mấy bạn hả ta? Có Như B hả? Ơ, có cả phụ huynh học sinh em. Lớp đưa ba hả? Đó, sao là hậu đài, hậu trường. Quay phim. Cái đoàn phim này cũng gọn gàng thôi, như máy móc cũng ít, ánh sáng cũng ít. Đây là học sinh cá biệt của lớp. Đây là Lan Hương. Đó, để có người Duy. Duy mặt nó già quá mà sao giống học sinh được trời. Để em học sinh lưu bang rồi. Lưu bang mấy năm? Dạ, 3-4 năm vậy. Trung học không ai môn. 3-4 năm là ta đuổi luôn chứ. Dạ, nhưng mà già, nhà quen biết vừa mà cho đại học. Nó già rồi ha. Mới có 2 chục ông cũng được rồi anh, không có già cũng nổi. Mới sáng chào đâu. Thằng một tuổi nhìn nó già. Bạch danh là hot boy. Đây nó già hơn em mày đó. Đây nhìn nó già hơn em thấy chưa? Em lại đó rồi em buồn anh. Tối phải suy nghĩ đó. Đây là mọi người đang chuẩn bị setup để quay đây hoặc là ngoài bằng đạo diễn này. Diễn có đạo diễn. Bạn đạo diễn là bạn Lương Huy mà Lương Huy nó quay rồi. Đây là bàn đạo diễn. Chưa có lên cam này. Đây có mình có ba máy là lên ba cam. Các bạn đạo diễn ở đây để chọn khung để chọn để coi diễn viên diễn xuất đó. Đây sao là các bạn kế hoạch với trợ lý. Còn các bạn đây là mấy học sinh thật nè, chẳng là học sinh giỡn. Đây học sinh lớp mấy? Dạ các bạn, 12 hả? Học cái gì? Gì? Trường nước thi cái gì? Thi đạo diễn không? Đi rồi đó. Bạn mới đi làm hả? Anh đi được thi.
tham gia đi hướng nghiệp. Các bạn đi hướng nghiệp, đi vô hồng bàn để hướng nghiệp. Chọn được ngành nào chưa? Lan Hương. Lan Hương với Huy. Phim gì vậy? Bộ đóng phim gì vậy? Bí mật trong thang máy. Trường trường các em có thang máy chưa? Chưa. Có. Thầy giáo Khương. Không biết có. Thầy nghĩ là các em nên đề nghị là không nên xây thang máy nha. Xây để không có bí mật. Đây là mấy bạn học sinh đã đi được đó. Đây là lấy em của bài của em đi ra đây à, thường thường quay học đường thì mình quay thứ bảy chủ nhật để mình mượn cái trường cái lớp mình quay. Thường thường hôm nay thì các bạn học sinh học mình không quay được. Cái này là cái đu ly nha mọi người. Cái này là đu ly đẩy hình ảnh cho nó mượt á. Đó là anh thợ quay phim. Rồi vô đi quay, vô đi chạy đi quay. Đây đang đi đường đây. Hương là đóng học sinh hoài được hoài luôn á. Lan Hương đóng học sinh hoài được hoài luôn. Để nhìn trẻ. Trẻ hoài. Không phải là sao người trên người dưới và xuống dưới luôn đi con. Để con đi xuống chờ đi lên chứ. Anh kể lại. Đang đang mi đường dây mọi người, đang mi đường dây để quay đó. Bắt đầu. Quay cho từ lúc nào đó. Con giới thiệu ban cán sự lớp cho em luôn. À bạn An trưởng. Còn đây là bạn trưởng gì? Lớp trưởng. Còn đây là bạn bạn An. Anh đứng gần nha. Đứng gần. Đứng gì? Không cần, không cần. Em không học. Rồi, rồi, cứ nói đi, cô nói đi. Rồi các em viên đóng quốc coi. Có quy định. Không, bây giờ lớp trưởng không đọc được. Trưởng trường thì lớp nghèo mà. Rồi. Thôi, em vào trưởng rồi. Thôi, quốc tế. Rồi mấy bạn chờ có giúp đỡ Hương nhiều hơn nha. Là cảnh mọi người đang ăn cơm trưa. Đó, đây là học sinh. Học sinh trong phim. Học sinh trong phim hả em? Đang quay rồi. Hello thầy. Nhưng mà tụi em là sinh viên hả? Dạ, tụi em là diễn viên. Diễn viên hả? Cũng là viên luôn nhưng mà diễn viên chứ không sinh viên. Cũng còn viên luôn. Đắm chưa? Sáng giờ đắm chưa? Dạ. Đây là cơm của đoàn. Cơm đoàn. Dạ. Của đoàn viên. Rồi, chúc ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn thầy. Vô coi. Ê, Hoàng Duyên 100 triệu nè mọi người ơi. Rồi, 100 triệu ăn cơm khổ quá vậy. Dạ, cơm về là ngon quá rồi. Lấy 100 triệu ăn hết đi. Dạ. Lấy 100 triệu ăn hết đi chứ. Bữa tiêu hết rồi. Trường đâu? Chưa nấp kia ăn rồi anh. Nó chờ con vịt, nó chờ con vịt. Nó chờ thịt vịt hả? Chào tất cả mọi người. Em không bằng con vịt luôn. Ủa sao không cho em? Em có khoát lên cái bộ đồ này nhìn em cũng già quá Trường ơi. Em đóng một bạn học sinh gọi là Lưu Ban. 3 năm liền xin cá biệt. Lưu bao năm? Em đã đấm không trượt phát lào các bạn. Đây là con gà trưa đây là có vịt cúng nè mọi người. Từ từ để tao cầm cho. Mày bầu lực vậy? Nó vừa cắt mà nó vừa chảy nước miếng xuống hồn không dám ai dám ăn luôn nè. Cắt mà nó thèm nó chảy nước miếng. Thấy bây giờ chúng ta gì không có đồ cắt hả? Không có anh. Có cái này à. Ý ở trong túi này. Thôi tụi em khỏi cắt được anh ăn nguyên con cũng được mà. Cắt cần chi? Ở trong cái bụng con vịt đây. Luôn á. Con vịt đó nha. Anh lấy con chưa? Đây là quay sáng mọi người cũng. Ăn đi ăn đi. Thôi đem quay nha. Ăn đi tao nhiều. Đây là cái cái này dạ, lấy cái tô quá. Rồi đem lấy. Trời ơi ngon vậy. Rồi cắt gì nữa? Nước đúng không?
coi chừng nha, coi chừng nha. Nước, nước chừng á. Dắt sao? Thôi hả, ăn đi, ăn đi. Kiểu nó ra. Mạnh mẽ lên anh. Chừng, mạnh mẽ lên. Chừng. Anh sợ dịch tao. Nước đâu? Cắt dạ, dây nè. Trời à, có dây nữa hả? Lần đầu ăn dịch quay. Đúng rồi, ở trong nước người ta có cái... Mổ nó ra, mổ bụng nó ra. Wow, 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 nước sốt. Dầu quá ha. Nước sốt. Này nước sốt dầu. Ở trong kia có dưa đồ ở trong chổng á. Mày cắt ở trên nó phải, cắt ở trên nó, cắt trên này nè. Đây là các bạn diễn viên. Các bạn diễn viên quần chúng. Các bạn diễn trong phim. Đây. Đó giờ 2 nè, quay đi. Nè, con bé ông Đại không chịu nói chuyện nè. Vừa sản xuất, vừa trang phục, vừa đủ thứ anh ta. Vừa học bằng luôn. Quán hôm nay rau bị ế rồi. Rau bị ế rồi. Đây là anh Huy Âm Thanh. Ai mà cắt được ướp dịch mình cắt. Thị Trường, Thị Trường thân yêu. À, các nơi đều sạch sẽ gọn gàng là nhờ Thị Trường thân yêu. Đoạn phim này thì rất là gọn nhẹ. Đây là bạn Lương Huy, 39. Huy ơi, em giới thiệu vào phim mình đi Huy, để người khán giả biết theo dõi Huy. Dạ, em đang quay phim series web học đường mới mang tên năm mấy? Năm mấy chúng ta 18, đang quay ngày đầu tiên luôn. Ừ. Phim bao nhiêu tập, thời lượng sao, khi nào phát? Phim tầm 12 tập, chắc trên tinh thần sẽ là cuối tháng 4. Cuối tháng 4 phát không? Cuối tháng 4 phát tháng 1. À, em phát để em chào mừng 30 tháng 4 đúng không hả? Dạ. Là phim đường có chào mừng. Dạ. Khi các bạn chuẩn bị nghỉ hè thì tụi em nhập học. À, đó, Huy là vừa vai chính vừa là đạo diễn. Huy với lại Hương đã làm một cái phim lần trước rất là được mọi người yêu thích, đó là Tình Đầu Đại Ca. Đó, lần này là Huy với lại Hương tiếp tục song hành làm một cái phim tiếp theo. Kịch bản là của hai bạn luôn nha mọi người. Vừa viết kịch bản, vừa về đóng rồi vừa làm đạo diễn luôn. Rất là giỏi. Đây là Huy, còn đây là Hương. Lan Hương. Lan Hương, cái vai của em sao Hương? Dạ, vai của em rất là lạnh lùng. Ở trong phim tạo hình vậy luôn hả em? Làm gì cho mát vậy? Dạ, dạ, cái này tạo hình luôn em. Tạo hình luôn hả? Dạ, mà không có quay thôi. Tạo hình cho mình để đâu. Lần trước khán giả yêu thích em với Hằng Huy qua cái phim Tình Đầu Đại Ca quá. Kỳ này là phim nó có nội dung giống vậy không? Dạ, nó khác hoàn toàn. Khác hả? Dạ. Thì bữa nó sao gì mình lật ngược nó lại là nó ra phim này. Nhẹ nhàng dễ thương hơn. Bữa kia hơi giang hồ xíu hả? Phim kia cũng dễ thương mà. Dễ thương, thì phim kia dễ thương rất là được mọi người yêu thích mà. Chưa chắc. Cũng dễ thương đúng không? Hai bạn này là vừa viết kịch bản mà vừa làm đạo diễn luôn, vừa đóng vai chính luôn. Đó. Rồi tự xem luôn. Tự xem luôn. Tự dẫn tự xem luôn. À, đó. Quy trình khép kín. Ăn cơm đi, hai đứa ăn cơm đi. Đây là bà cô giáo đó, cô giáo là trợ lý của con, vừa vô đóng phim luôn. Bạn Tú á, hôm nay nhìn khác ha, hôm nay nhìn xinh xắn ha. Đi đâu rồi? Đây là buổi cơm trưa ở ngay sân trường luôn mọi người. Đi đâu rồi? Cơm đi. Dạ. Chàng trai 100 triệu, từ khi sau khi thắng 100 triệu thì có tham gia nhiều phim không chàng trai? Em được tham gia được cũng nhiều bộ phim. Thế là thành phần phim phim gì? Em tham gia được Phúc Long Đại Náo, tham gia được Quốc Hội Tân Hỷ mấy vai nhỏ, rồi đóng phim học đường, rồi đóng một số MV tự. Sáng giờ quay mới có 2 cảnh à? Tự đóng, tự sản xuất luôn hả? MV tự viết bản, tự làm luôn. Ơi. Đây là cô bé sản xuất. Thương thở xé thôi mà thở là mọi người. Ăn dịch dữ vậy. Mới có miếng. Ăn nhiều cũng không có lớn nổi, ăn chi vậy? Để lớn ăn đi. Chứ, lớn chứ. Ăn cỡ nào cũng không trắng nổi. Nói vậy em nó buồn sao? Làm sao buồn được? Em nó chỉ hơi đen một xíu thôi. Đâu mà nói gì? Đâu có gì buồn. Xin tiết lộ với quý vị khán giả là trong bộ phim này thì anh Hương đóng đảm nhiệm được cái vai gọi là vai trong thang máy á, vai gọi là lớn hơn cái chùm trường luôn. Đây các bạn đang ăn cơm, đây là các bạn diễn viên trong phim.
nhìn lại cái nhớ cái thời đi học ghê không. Vì ăn cơm xong rồi bây giờ Phương Dừa cũng sẽ lấy một phần để Phương Dừa ăn. Anh ăn gì ta, có gì ta? Cá, ăn cá đi, có cá không? Cá cho anh cá đi, lấy miếng rau luôn. Tôi nè, lấy chú lì với Phương An đi. Rồi anh đi, anh mua trà sữa, anh sẽ mua trà sữa cho cái bún. Yes, trà sữa. Em đổ, em đổ gì nguyên tô vậy? Diễn viên chính mà tới giờ xử vậy là ăn gà không? Lấy miếng gà nha. Ủa nhiều chứ Tú, sao anh ăn nổi? Sao không nhiều vậy? Kệ đi, kệ đi. Ăn ngập mặt luôn á. Không, miếng nước mắm được rồi Tú, nước mắm tươi đâu. Đây là cơm của Phương Dừa. Nhét cái này dưới nè mọi người. Có cá nha mọi người. Cơm với cải không à? Phải đây nè. Đó. Rồi cho anh miếng nước mắm được rồi. À, trưa thường thường các đoàn phim á, thường quay hay lưu động lắm, di chuyển tùm lum mà cơm nên ăn cơm á, cũng ăn cho qua bữa thôi. Để đâu cũng được. Nên cực lắm. Các bạn diễn viên phim, các đoàn phim lớn còn đỡ hơn, các đoàn phim nhỏ ăn uống gì cũng kham khổ lắm. Có cơm ăn là vui kìa. Bữa anh diễn cho bà Cẩm Hà, bà không cho anh ăn luôn, anh cho anh hủ tiếu. Không cho anh ăn cơm luôn rồi. À. Rồi đây cơm của Phương Dừa, giờ Phương Dừa sẽ ăn nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo. Hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ phim nha. Bye bye mọi người.